Xin chào tất cả các bạn này. Đến với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ có một sản phẩm người đánh chữ. Còn đây mình sẽ tô một sản phẩm cá heo vui vẻ nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đang đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm cá chê. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô mẹ cùng chúa, bây giờ chị tô nha. Xong rồi à? Xong rồi thì có thể cầm nghề khác thì lê hoài nghề khác này trong cái khung hình này nó nghề khác như gì mấy phút đổ xong rồi cầm những mỏ này nghề khác trong khung hình như để xong rồi những ngồi ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Không chưa? Tập trung lên. Làm kiểu đéo gì?
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm kiến đen nha các bạn ơi. Các bạn hãy chờ đón xem sản phẩm này nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm ong tìm mặt. Các bạn cùng đón xem sản phẩm này nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây là video sản phẩm con giun. Các bạn hãy cùng chờ đón xem mình tô màu cho sản phẩm này nha. Như vậy là sản phẩm con giun của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình like, đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, sản phẩm kiến đen của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm ong tìm mặt của mình cũng đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình like, đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn. Xong một video hiệu quả gọi xinh để các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là hai chú cái mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là cà kiếm mình đã tô màu xong. Vậy là video kết thúc nha.